Hello anh chị em trong câu lạc bộ tự học IELTS. Hôm nay lại tiếp tục là thời gian trở lại với chuyên mục giải đề reading thi thật. Thì gần đây có cái đề reading mà tôi không biết nó là passage 1 hay là passage 2 nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nó sẽ là passage 2 theo những gì tôi nhớ. Còn nếu mà nó là passage 1 mà ID thi, vô tình các bạn xem được cái video này thì mọi người hãy giúp Huy comment bên dưới một bình luận để cho tôi chỉnh lại cho phù hợp ha. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Cái dạng câu hỏi của bài này nó bao gồm là đục lỗ hay nói cách khác là điền vào chỗ trống. No more than two words. Rồi chúng ta có cái dạng true false nè, một cái dạng bài rất là điển hình thôi, một cái tổ hợp. Rồi chúng ta cũng sẽ có gọi là chọn hai từ từ cái đoạn văn và trả lời cho cái câu hỏi. Thì cái dạng trả lời câu hỏi này là năm thì 10 họa mới gặp một lần. Hôm nay gặp nó ở đây. Kinh nghiệm của tôi á, là cái dạng bài mà cho chọn hai từ trong cái đoạn văn để trả lời cho câu hỏi này thì nó không nhất thiết nha, nhấn mạnh là nó không nhất thiết là phải xuất hiện cuối cùng, tức là trong quá trình mình làm bài. Nó là câu 10, câu 11, câu 12, câu 13 đi. Nhưng mà trong quá trình mình làm bài nó vẫn có thể xuất hiện ở đâu đó, câu 5, câu 6. Đó là cái kinh nghiệm của tôi ha. Và nó rất khó để mà định vị được. Tại vì không có cái quy luật nào để người ta giới hạn nó cả. Có một số cái dạng câu chẳng hạn như là A, B, C, D thì người ta sẽ cho mình một cái keyword nào đó, chẳng hạn như là trong đoạn văn thứ 5 hay là trong những cái dạng bài như là nó sao nhỉ? Nó cho một cái bảng biểu, một cái table, nó tóm tắt thông tin của một cái phát minh nào đó, hoặc là tóm tắt thông tin cái cuộc đời của một cái người nhân vật lịch sử nào đó, thì thường nó sẽ nằm trong đúng một hai đoạn văn thôi. Còn cái dạng bài này thì nó tương đối là giống như đục lỗ hay là true false, nó sẽ nằm rải rác toàn bài. Mặc dù là tôi thấy nó cũng có cái xu hướng là nó sẽ đi theo kiểu là câu 10 nó sẽ xuất hiện trước câu 13, hay nói cách khác là đáp án nó sẽ đi tuần tự câu 10, câu 11, câu 12, câu 13. Nó ít khi nào mà nó sẽ xuất hiện ngược lại. Nhưng dù gì thì chúng ta vẫn phải keep track nó ngay từ đầu, chứ chúng ta sẽ không có để cuối cùng mới làm nó. Rồi vậy thì điều mà tôi cần phải quan tâm là khi nào mà người ta có nhắc đến do con in resemblance to, tức là giống với. Thì cái chữ này là nó cũng nằm trong cái thuật toán của những cái từ quan trọng nè. Giờ phút này ai chưa biết chữ resemble hoặc là resemblance thì mọi người rất nên học ha. Nó là giống với, nó giống với một cái gì đó. Tuy nhiên người ta có thể dễ dàng phân biệt, tell them apart, tức là phân biệt nó khỏi cái con manatee by its tail, tức là bởi cái đuôi của nó. Thì nói chung là khi nào mà có cái gì đó liên quan đến đuôi nè, rồi khi nào mà có liên quan gì đó đến người ta có thể phân biệt nè khỏi cái con manatee, tôi sẽ quan tâm ha. Trong trường hợp này là tôi sẽ giả định rằng con 10 nó sẽ xuất hiện trước cái con 11, con 12, cho nên tôi sẽ không quan tâm tất cả những câu bên dưới. Tôi sẽ chỉ quan tâm khi nào con 10 xuất hiện thôi. True false thì vẫn như thường lệ ha. Nó là cái dạng bài mà dễ đúng nhất, nếu mà lụi xác suất đúng là tận 33%. Dugong will keep eating up the plant. Nói chung là khi nào mà có ăn uống gì đó cái cây thì tôi sẽ quan tâm đến nó ha. Còn cái trên đây thì dugong là cái con sinh vật herbivorous, này là cái từ nó cũng nằm trong cái keyword nè. Mọi người lưu ý cho tôi là cái từ này là trong cái thuật toán về chủ điểm về animal và nature, tức là sinh vật học này kia đó, là rất thường xảy ra. Rồi, ai chưa biết chữ này phải học nha. Nó là động vật ăn cỏ. Rồi, vậy thì dugong người ta gọi là sea cow, tức là con bò biển. Tên lão ta. Ok, mình sẽ bắt đầu đọc ha. So, dugong là herbivorous mammal. Ok, bên nó bắt đầu có cái từ này ha. Dành cả đời sống dưới biển. Rồi, dành cả đời sống dưới biển, ở đây có luôn nè. Nó có cái họ hàng gần, close relative là họ hàng gần, là con manatee, là cũng có mấy từ gì đó kể ha. Again là cái quy luật của cái bài này là tôi sẽ đóng vai một người 6,5, tôi làm từ đầu đến cuối, chứ tôi sẽ không cố gắng dịch tất cả mọi từ ha. Nói chung là cái gì đó ở freshwater cùng với dugong và cùng nhau thì hai con này là nó làm nên cái họ gì đó sea cow ha. So name dugong, ok, và manatee là coi như là nó đã given rise to, từ này cũng hay nè. Give rise to nó là như là làm giấy nên, nó theo dệt nên truyền thuyết về mermail. Mermail này là gì ta? Nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Dugong là một cái sinh vật biển rất lớn. Này là động vật có vú nè. Ok. Cùng với cái con manatee này là nhìn như là một cái sự giao thoa giữa một cái con dolphin, là con cá heo này đúng không? Và cái con walrus. Cái con này mọi người có thể là mọi người sẽ không biết. Cái cơ thể của nó và cái gì đó của nó. Mà cái gì đó thì giống giống với dolphin. Tôi chỉ cần biết cái đây là đủ hả? Tôi chỉ cần biết cái dữ kiện ở đây là cái dữ kiện quan trọng nè. Là tôi đã có thể tôi làm được cái câu bên dưới đây rồi. Tại vì lúc nãy tôi đã nói mọi người là khi nào mà có cái giống tôi sẽ bắt đầu tôi quan tâm. Giống với cái con dolphin. Nhưng mà nó không có dorsal fin. Fin là cái vây thì phải.
Vậy thì cái con nào mà cái con Dugong nó giống với cái đó, nhưng mà người ta có thể dễ dàng phân biệt nó khỏi con Manatee? À, vậy là nó giống với con Dolphin. Tức là cái con, hai cái con này nó khá là giống với con Dolphin, nhưng mà nó bị cái là nó không có cái một cái bộ phận cơ thể ở đây, cái dorsal fin. Thì nó chính là cái bias tail, tôi nghĩ vậy. Mình đoán án chừng thôi ha. Không thể nào mà mọi người kỳ vọng là mình sẽ biết tất cả mọi từ, nếu không thì mọi người chín chắn mất rồi. Tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ biết tất cả mọi từ. Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm theo kiểu một cái người phán đoán 6.5 thôi. Vậy thì nó sẽ giống với con Dolphin, là con cá heo. Ok, sau tôi sẽ cho nó màu xanh lá. Rồi câu 11 là đâu là lý do chính tại sao Dugong lại di chuyển một cái khoảng cách rất xa. Thì tôi sẽ, khi nào mà có cái di chuyển khoảng cách xa tôi sẽ tính sau ha. À, trong cái bầy ha, theo cả bầy, từ nơi này đến nơi khác. Rồi tôi sẽ đi làm tiếp cái câu này. Dugong cùng với cái con gì đó là cái diet của nó. Đây là đang nói về diet đúng không? Feeding này là ăn uống ha. Thì chắc là sẽ liên quan đến cái diet này nè anh chị em. Bao gồm là sea cross, cỏ biển. Và cái phân bổ địa lý của con Dugong này là nó cũng rất là follow, tức là nó rất là đi theo những cái con marine này là biển ha, hải dương à. Chữ này ai chưa biết cũng nên học nha, chữ này rất là quan trọng đó mọi người. Marine à. Flowering plants, tức là những cái hoa biển ha. Thực vật. À, và seagrass là nó mọc gì đó. Cho nên là nó limited availability of light, tức là cái điều kiện nó bị giới hạn bởi điều kiện ánh sáng. Vì thế mà they are found predominantly, chữ này chắc là mọi người không biết rồi, nó được tìm thấy ở nước coastal. À ok, coastal là ven như là cái vùng duyên hải đúng không, vùng ven gọi là coastal. Dugongs và những con Dugong cũng vậy. À, thế là ven bờ biển á. Nhưng đây không phải là whole story, tức đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Dugong không ăn tất cả các loại sinh vật biển, cỏ biển, mà nó chỉ thích một cái loài nào đó mà nó rất là giàu nitrogen và nó rất là ít fiber. Ok, đọc cả đoạn qua đây coi coi. Và nó chỉ có chọn seagrass với 2G gì đó và lower fiber. Hay quá dễ ha, con này nó cho điểm. Con này về căn bản là người ta cho điểm mình thôi, nitrogen. Mới vô câu 1 người ta từ thiện cho mình xíu thôi anh chị em, chứ không có gì đâu, không có gì đặc biệt hết. Tức là nói chung là nó rất giàu niter và ít fiber là chất xơ. Chữ đó học cho vui cũng được. Để mà compensate, tức là để nó bù cho cái eyesight này nó kém. Bù này không phải là nghèo đâu nha anh chị em, bù này là kém á. Bù lại cho đôi mắt kém thì chúng nó sẽ dùng cái gì đó để mà cảm nhận surrounding. Rồi tôi đi tìm chữ surrounding thôi. Cái gì đây? Sensitive crystal. Cái gì vậy? Bởi vì mắt kém, Dugong thường phải smell để mà định vị mấy cái cây. Nó cũng có một cái strong tactile, không biết cái này là cái gì, đúng không? Sense, tức là cái giác quan. Và nó cảm nhận môi trường xung quanh của nó bằng những cái long sensitive crystal, không biết là gì luôn. Thôi cho nó mấy chữ đây. No more than two words, rồi cứ quất hai chữ cho thôi. Cứ lấy danh từ và cộng thêm tính từ kế bên, quất vô thôi chứ nói gì nhiều nữa đúng không? Tại vì nó có mắt kém này, cho nên nó dùng cái đó để nó cảm nhận ha. Feel the surrounding này chính là feel the surrounding ở đây. Câu này tôi nghĩ chắc là khả năng cao cũng là cho điểm rồi. Chứ câu này đâu có gì để bình luận đâu. Gần như là không có paraphrase bao nhiêu cả. It's like Dugong farming seagrass. Tức là cảm giác như tụi nó đang farming hả? Trồng trọt hả? Quái đản nha. They often leave cái gì đó randomly, ok. Dig up the plant, check, remove the sand, eating. Để coi. Ủa mà sao nó xuống dòng rồi ta? Có khi nào qua đoạn mới không? Để tôi coi có liên quan gì đến cái câu 5 không nha. Keep eating up the plant, không biết có liên quan gì không? Nó sẽ dig up, dig là đào lên nè. Này cũng có trong cái những từ vựng quan trọng. Cả cây và shake it to remove the sand. Và sau đó lúc lắc cho nó rơi bớt mấy cái cát trước khi ăn. Chúng nó được biết đến như là thu thập cả một đống cây luôn trong một khu vực trước khi ăn. Những cái cơ rất là linh hoạt, flexible là từ hay nè. Từ này cũng nằm trong thuật toán nè. By the way, nếu như mà anh chị em gọi là muốn có cho một cái giải pháp mì ăn liền tổng hợp mà vài trăm từ vựng gì đó mà rất là quan trọng trong thuật toán của reading, thì mọi người cũng có thể ủng hộ series này bằng cách mọi người ủng hộ cái sản phẩm quiz từ vựng của tôi, thì tôi sẽ demo cho mọi người xem. Rồi, Huy sẽ bắt đầu làm thử cho mọi người hai cái quiz rất là tiêu biểu trong cái series nha. Rồi, thử nè. Đây, nó so sánh điểm số với các cái anh chị em khác trong cộng đồng ha. Rồi, ok, câu hỏi đầu tiên. Đây là cái nhóm câu hỏi về tư vấn
band B. Đường này thì làm nghĩa với chữ nào đây? Bối cảnh này là migrate ha, là di trú. Đó là đúng thì sẽ cộng điểm cho mình. Còn thứ hai thú ăn cỏ. À, đây là cái nhóm thực vật trong cái khu vực thực vật về môi trường. Ok, sẽ là cái gì đây? Herbivore. Rồi, đó thì tôi đang lên hạng như em thấy. Thì bây giờ ở đây là tôi làm bộ tôi làm sai đi, thì nó sẽ trừ điểm của tôi, nó sẽ báo hiệu tôi làm sai. Chẳng hạn sự tiến hóa trong cái bối cảnh này nó là evolution mới đúng. Tôi đang thử hibernation đây. Đó, thì nó sẽ ghi là câu trả lời chưa chính xác. Nghĩ như anh chị em hãy làm đi làm lại cái quiz này và cuối cùng sẽ có tổng hợp số điểm cho anh chị em cuối bài. Đó là cái quiz phiên bản tiếng Việt, tức là cái quiz chủ đề về từ vựng chuyên ngành. Còn bây giờ mình có cái quiz mà paraphrase tiếng Anh. Nó chia ra rất nhiều quiz anh chị em. Rồi, bắt đầu trò chơi. Finding information about changes to environmental conditions is important. Chỗ này là cái gì đây? Vital. Là đúng. Thế cho tôi thăng điểm lên. Aggressive. Aggressive chỗ này là đặc biệt cái gì đây? Violence. Nó thì làm sai nó vẫn trừ, làm đúng nó vẫn cứ cộng lên vậy đó anh chị. Cái review quiz của tôi. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái meeting. Rồi, chúng ta trở lại với tiếp tục giải bài ha. Thì những cái cơ bắp rất là flexible của nó dùng để mà dig out the plant, và khi ăn thì nó ingest, tức là nó ăn cả cây luôn. Cái từ này là đồng nghĩa với từ eat nè. Ingest từ này cũng là từ hay ha, bao gồm cả cái rễ luôn. Mặc dù là khi cái điều này mà không được thì nó cũng chỉ ăn cái phần lá trên, nhưng nói chung một khi nó ăn là nó ăn hết luôn. Dugong will keep eating the plant completely, tức là ăn hoàn toàn khi nó bắt đầu ăn. Chính xác, một khi bắt đầu ăn là ăn hết luôn. Ingest the whole plant, nói chung câu này là chắc chắn là đúng rồi. Khả năng cao con này cũng là cho điểm đó mọi người. Không, thực ra nó cũng không cho điểm lắm nếu một số người có cái trường phái đọc mà người ta bỏ qua chi tiết á. Tức là mọi người đọc xong ở đây mọi người chán mà mọi người nhảy xuống đoạn D là cũng nguy hiểm á. Tôi không có phải là cái người đi theo trường phái đó. Tôi đọc thì tương đối nó kỹ hơn, nhưng mà cái tốc độ của tôi đó, nó sẽ bù ở cái chỗ là tôi một khi tôi đã đi rồi là tôi sẽ cố gắng tôi skim qua tất cả các câu hỏi luôn. Tôi là người theo trường phái làm tất cả câu cùng một lúc. Chứ tôi không phải là trường phái là cứ đi ngồi giống như là kiểu làm đúng một cái đoạn này cho bằng được kỳ thôi. Tôi không phải là như vậy. Tôi là đi theo là đúng càng nhiều câu càng tốt. Còn những câu nào tôi không tìm thấy mà tôi thấy tốn thời gian quá, thậm chí tôi thấy là tôi không làm được, tôi sai tôi bỏ luôn cũng được. Tức là không nuối tiếc, không có nhu cầu chiến thắng đề, mà chỉ có nhu cầu là làm đúng càng nhiều câu càng tốt, nhanh nhất có thể. So, nó tốn hơn 10 năm để mà cho tái sinh lại ha, một cái cây cỏ gì đó mà khi mà nó được ăn bởi dugong. Rất nhiều loại cỏ được tìm thấy trong cái bao tử của con dugong này. Và có bằng chứng cho rằng nó sẽ ăn cả algae. Chữ này chắc cũng mọi người cũng cần biết, nhưng mà tôi biết cho vui là như kiểu tảo biển hay vậy. Khi mà seagrass nó hiếm, mặc dù là hoàn toàn là ăn cỏ, nhưng mà nó đâu lâu nó cũng ăn mấy con gì đó khác ha. Rồi, một cái chỗ mà được gặm cỏ rất nhiều thì nhìn như là cái gì đó. Dugong là ăn cỏ random, là ngẫu nhiên, đúng không? Còn bây giờ sao chưa có gì 10 năm vậy ta? Rằng 10 năm này đâu vậy ta? Có khi nào có cái gì liên quan đến gặm cỏ gì đó khoảng thời gian dài 10 năm gì đó thì tính sau nha mọi người. Random, ở chỗ này có random nè mọi người. Mọi người thấy chỗ này có random không? Dugong là farming seagrass, họ thường cái gì đó random. Dugong là gặm cỏ seagrass bed. Their trails meandering all direction across the bottom. Rồi con này có vẻ có gì liên quan đến random nè. Mấy cái con này là nó gặm cỏ random, và những cái dấu vết của nó rải rác khắp cả mặt biển, đúng không? Vậy con này là nó để lại những cái dấu vết ha, để những cái trail. Chữ này mà ai không biết thì cũng khổ. Chữ này nói chung là cũng không phải đơn giản, vài người bí nào đó họ không biết, nhưng mà tôi biết chữ này. Chữ này cũng quan trọng trong listening đó mọi người. Nói chung mình nên học chữ này nha, chữ trail này nè, những cái dấu vết của nó. Dugong là thích ăn những cái cỏ newly grilled grass mà nó hồi phục từ những cái tiny gì đó. Đây là một cái cách khá là không hiệu quả. Cái cách mà removing seagrass, tức là dọn cỏ không hiệu quả. Cái mà dẫn đến rất nhiều small tuft còn sót lại. Remaining tuft là cái gì không biết hả? Và điều này, và đây là cái cách mà những con dugong là derive, là lấy một vài cái lợi thế từ cái sự không hiệu quả này, tức là nó ăn không hiệu quả. Nhưng mà đây là cái lý do sao nó có lợi thế ha. Những cái sinh vật mà nó hồi phục nhanh nhất từ cái sự này thì nó bắt đầu spreading out vegetably from the remaining tuft. Tức là những cái sinh vật cỏ này nó sẽ mọc lên rất nhanh, đúng không? Từ những cái tuft còn sót lại là những cái mà dugong thích ăn. Ok. Hơn nữa, những cái cây, những cái sinh trưởng mới mà tìm thấy trong những khu vực đó thì thường là exactly what hungry dugongs like. Interesting ha.
Câu này khá là thú vị nha. Nói chung là đầu tiên là tôi nghĩ là cái khả năng cao là những cái tiny này là khả năng cao là sub rồi. Những cái sub nhỏ rồi. Là small sub nè, nó cũng có cái phân tích kỹ thuật khá là trùng khớp. Là những cái mà cái con dugong này thích ăn nè. Con thích ăn prefer eating này, đây là nó cũng có cái manh mối rồi nè. Đó, mọi người thấy không? Nó những cái sub đó là những cái mà nó để lại, giống như kiểu cái con nó ăn một cái cây cỏ nó để lại một cái khoảng nhỏ thì phải. Sau rồi cái cây nó bắt đầu nó lan ra những chỗ khác rất nhanh. Thì đầu tiên cái câu này tôi nghĩ khả năng cao là đúng. Khả năng cao cái câu này là đúng. Khả năng cao này là đúng rồi. Nhưng mà lúc nãy mình thấy có cái 10 năm ở đây nè, nó cũng thú vị. Là người ta nói là nó tốn 10 năm để cho những cái cây cỏ này mọc lại. Nhưng mà thật ra cái con này nó nói là nó vừa ăn xong rồi nó mọc lên rất nhanh. Rồi nhanh rồi sau đó mấy con này nó lại tiếp tục ăn cái cây mới đó. Nó rất thích ăn cái cây đó. Mà nếu như nó mọc 10 năm thì làm sao nó ăn được. Mà cũng không phải là nhanh ha. Tại ta nói đúng là nó có mọc nhanh thiệt. Mặc dù nó không nói 10 năm nha, thì tôi nghĩ là có thể là có khả năng á là câu này hoặc là false hoặc là not given. Nhưng mà đúng thật là nó không nói một cách rõ ràng. Thì cái này là false hay not given tôi nghĩ đều được. Nếu như thế thì tôi sẽ thiên về kịch bản là false hơn, tại vì tôi cảm giác như là nếu như mà cái con đó nó thích ăn những cây đó tức là nó phải mọc lên trong một cái vòng đời chứ. Đúng không? Và nó phải mọc lên tương đối là nhanh. Chứ nếu không thì làm sao mà ăn được. Vậy thì tôi nghĩ cái câu này sẽ khả năng là false hoặc là not given. Nhưng mà tôi thì tôi nghiêng về là false. Còn anh chị em thì sao? Mọi người comment bên một bình luận cho Huy coi. Mọi người nghĩ gì ha? Tại những câu này là nói chung cũng không có đáp án gì đâu. Người ta chép lại theo kiểu là mấy câu hỏi này. Nhớ gì chép đó, có cái mình giải đề thi thiệt cho nó vui vui là được rồi ha. Mọi người cũng đừng có áp lực quá ha. Cứ làm để mình học tập vô cấp cho nó nhớ bài thôi. Thậm chí khi mà đối mặt với lại thiếu thức ăn này, chắc là keyword quan trọng nè. Những cái cá thể mạnh sẽ không cạnh tranh với cá thể yếu lấy đồ ăn. Ok. Trên này là xong rồi đúng không? Nhưng dưới đây là cái gì quên rồi ta? Travel long distance, di chuyển khoảng cách dài. Dugong là mấy con semi nomadic. Tôi biết chữ này nè nhưng mà tôi không dịch đâu. Thường là di chuyển khoảng cách dài tìm đồ ăn. Ok, khoảng cách dài ha. Nhưng mà đâu là lý do đúng không? Thế là đồ ăn cũng được nè. Nhưng mà the search of food thì nó chắc hơi dài. Ba chữ này nó cho có hai chữ thì kiếm chữ nào nó an toàn hơn. Nhưng mà nằm trong một cái khu vực cụ thể, số lượng lớn thì thường là move together từ một nơi này nơi kia. Là cái này là nơi này nơi kia, nó bán chắc chắn là gần đây rồi. Người ta nghĩ rằng là những cái đó là gây ra bởi những thay đổi trong cái sự có sẵn của seagrass, cái sự nói chung là mấy cái cây cỏ nằm ở đâu thì con nó đi theo chỗ đó thôi, đúng không? Xíu nha mọi người, tôi tô đậm nó lên cái. Khả năng cao con này là seagrass availability. Như là nó đi theo cái sự sinh trưởng của mấy cái cây này nó mới có cái năng chứ, mấy tập tính mấy con động vật nó vậy. Cái trí nhớ của nó cho phép chúng nó trở về một cái điểm nào đó sau chuyến hành trình dài. Dugong movement, những cái di chuyển của dugong thì nó sẽ nằm trong một khu vực nào đó. Thôi cái này chắc là không có gì hết. Ủa mà sao nãy giờ nó không nói gì về cạnh tranh đồ ăn gì vậy? Toan nhỉ? Không thấy luôn chứ. Tôi đọc câu 8 coi. Người ta nghĩ rằng dugong hiếm khi nào, chỉ mấy chữ hiếm là phải là tập trung nhanh cho em. Lúc nào đọc trong bài thi á, mà những cái trạng từ á, là đặc biệt tập trung cho tôi. Cái đó hay ảnh hưởng đáp án lắm, kinh nghiệm nha, đặc biệt tập trung. Những chữ như là rarely, sometimes hay là mostly, những chữ đó trong true false là đặc biệt. Tôi nói rất nhiều video như vậy ha. Studio habitat when they finish the plan. Ủa cái con này là nó hiếm khi nào nó trở về hả? Ủa sao tôi thấy đây này nó nói cái trí nhớ của nó cho phép chúng nó trở về cái điểm cũ nè. Sau khi những chuyến travel long travel mà. Đâu có gì đâu mà hiếm, đâu có nào hiếm trở về gì, nó trở về chứ đâu có hiếm đâu. Con này là phone sao? Bây giờ nè, anh chị em tôi nói mọi người kinh nghiệm làm true phone nè. Tôi làm nếu bây giờ mà cái câu 8 á, mình đã có đáp án rồi. Mà bây giờ cái câu câu 7 mình vẫn chưa thấy nói đến luôn. Thì bây giờ mình cứ làm câu 9 đi. Nếu mà câu 9 mình tìm thấy đáp án luôn rồi đó, mà mình đọc lại mình thấy không, thật sự không có chỗ nào có câu 7 á, khả năng cao nó là not given. Tôi đang thiên về nó là not given nhưng tôi chưa dám khẳng định. Tôi đọc thêm câu 9. Coastal, industrial, fishing, những cái đánh bắt cá theo cái vùng duyên hải thì nó như thế nào đó đúng không? Là nó gây ra những cái tác động lớn nhất. Lớn nhất luôn nha. Đối với dugong, mấy cái câu mà sợ nhất tôi cũng sợ lắm. Những cái mà có vẻ như là dễ bị giết bởi vì mắc lưới. Ok. Rồi. Dễ bị giết bởi vì mắc lưới. Còn câu 12 là đâu là cái con số người ta ước tính mà dugong population trước cái 1992 cái flood này nè, ở đâu đó ha. Những con số ghi nhận dugong nhìn chung là thấp hơn con số thực bởi vì thiếu cái survey, là cái khảo sát.
Tuy vậy, population này là có vẻ đang shrinking, là đang thu nhỏ, chữ này cũng nên học nè. Và cái worldwide decline 20% gì đó ha, chưa nói gì về 92 hết. They have disappeared khỏi vùng nước Việt Nam, nhưng mà đã biến mất số lượng đúng không? Đây chưa nói về phishing ha, khi nào có phishing tính sau ha. Tôi chỉ quan tâm đến phishing với lại 1992 thôi. Không có phishing gì hết. Island population extremely small, vân vân, không có phishing thì thôi, quan tâm làm gì. Ok, các thứ 90, 80 gì đó, 92 đâu? 92 đi ông ơi. Dugon, ok, không thấy gì liên quan phishing mọi người, không quan tâm luôn. Không thấy luôn. Ủa thiệt luôn hả? Không có luôn hả? Really? Trải nghiệm từ rất nhiều cái cây, rất nhiều cái phần. Thật ra nha mọi người, thế này, mấy cái đoạn thế này á, thì đôi lúc á là mình đọc á, nó cũng sẽ ra được một cái manh mối gì đó đó. Thì nó cũng tùy mọi người là có muốn skim qua không. Tôi thì nếu mà tôi đang còn rất ít câu hỏi như thế này thì tôi sẽ skim qua luôn. Tôi sẽ chấp nhận rủi ro, chứ tôi sẽ không đọc kỹ ha. Còn nếu như mà khi tôi không, thật sự là tôi không biết đáp án cái câu nào đó, tôi đang sợ tôi mới đọc kỹ ha. Không thì tôi cứ skim qua luôn. Tôi được phép rủi ro trong lúc này. Kinh nghiệm từ rất nhiều gì đó ha. Phá hủy rất nhiều seagrass. Ok. Và cái sự hồi phục của seagrass và cái sự lan ra của seagrass vào cái khu vực mới, thì những cái khu vực mà đã bị destroy á, là có thể là tốn cả một thế kỷ, tức là 10 năm. Tôi nghĩ cái câu này là một cái câu gì đó mà nó cũng báo hiệu cho cái câu trên đây nè. Câu gì 10 năm qua này. Cái câu mà 10 năm á, tức là người ta có hơi lừa mình chút xíu á. Theo cái kiểu là giống như là mình thấy 10 năm đây, mình sẽ nói là đúng không, là có thể hơn 10 năm, over a decade. Nhưng mà mọi người nên nhớ nha, cái này là cái vùng đất mà nó bị phá hủy nha, chứ không phải là mấy cái cây mà bị cái con dugong nó ăn, nó chừa bớt một miếng. Nhớ nha mọi người, cái này là một thế kỷ, là cái kiểu là cái vùng đất nó đã bị phá hủy rồi ha, cẩn thận. Thật ra tôi vẫn thiên về cái kịch bản là người ta lừa mình á, nhưng mà đơn giản đánh trừ vô nè, đánh trừ chết á. 900 cây số seagrass nè, bị loss gì nè. Ủa sao nãy giờ không thấy gì liên quan đến cái năm 92 gì vậy trời. Damage các thứ, không thấy phishing luôn. Trước năm 92, mừng quá. Standard seagrass supported estimated 1750. Ok, quất vô thôi. Câu này nó cũng phải là khó mà nó cứ lừa mình, cho mình đọc lung tung á, để mình hết giờ xong cái mình cay quá mình tự bỏ mọi người. Nó cũng là một chiến thuật người ta lừa mình. Thì đó cũng phải là lừa, nhưng mà người ta gọi là làm cho mình khó khăn á. Nói chung là trước, prior là trước nè, prior to nè, là trước đó nè, là before. Chữ này ai học phân tích kỹ thuật thì biết rồi. Này nó cũng nằm trong cái quiz của tôi á, prior to bằng cái before. 92 plus lũ lụt. Thật là cái khu vực đó ngày trước nó support tới 1750, sau đó thì nó chỉ còn có 70 con thôi. Không có gì liên quan đến fishing hết ta. Ở câu 13 ha. Đâu là cái mà lethal danger? Ai mà không biết chữ này chắc cũng khó. Lethal này là chết người, cũng phải là người mà ý là chết, chết cái con này, chết cái con dugong mà nó bị mắc kẹt vào cái gì. Tức là nó bị mắc kẹt vào cái gì mọi người. Nếu như mà dugong không có đủ cái để ăn thì nó sẽ khó để mà sinh con. Thiếu thức ăn có thể gây ra nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như thiếu môi trường sống, chết bởi suy thoái cái chất lượng cỏ biển và hoạt động con người, cái gì đó từ lưa hết nè, và những cái chất thải khác, nhưng con người thải chất thải ha, mining từ lưa hết nè, gây ra cái sự tăng lên gì đó. Ok, sẽ đọc nhiều quá trời không, ý là cái đoạn này mà mọi người mà không tỉnh táo là chắc cũng khó lắm đó. Này không thấy fishing luôn nè, đọc mệt mỏi luôn á. Dugong prefer species grass gì đó là chết rất nhanh. Đoạn đọc không được cái gì luôn, thiệt. Không thấy đâu luôn cái khi mà tôi đang tìm luôn. Không thấy mắc kẹt ở đâu luôn. Mấy cái kia đâu phải mắc kẹt đâu. Population decline, hunting, fishing. Oh, ok, fishing cuối cùng đọc mãi này, đoạn đang mấy đoạn cuối. Đoạn cuối mới thấy fishing. Coastal, industrial fishing, không thấy coastal. Entanglement này, chữ này làm tôi nhớ đến trong cái cơ học lượng tử, sao tôi học rối loạn lượng tử gì. Nghe cũng kinh phết. Chữ này nghe có vẻ kinh. Vướng mắt, chữ này ai ai gọi là ha cọt có biết tự vững là chỗ này thì khả năng cao là sẽ ăn được câu này. Là vướng mắt vào trong fishing net. Này là lưới net như kiểu internet đó anh chị em. Mấy cái lưới bắt cá đó. Ôi, câu này thì ngon rồi. À, lưới bắt cá nè, tôi ghi vô luôn á. Vướng mắt vào lưới bắt cá nè, là gây ra nhiều cái chết nè. Tôi đang bet vào cái câu chuyện là phân tích kỹ thuật nó theo kiểu là cái này là cái little danger nè. Tôi là phân tích theo kiểu đó. Mặc dù không có số liệu kỹ, nhưng số liệu chính xác, nhưng mà đúng thật nó có chết. Industrial fishing. Đa số những vấn đề với industrial fishing xuất hiện ở deeper water, nơi mà dugong population thấp. Tức là những vấn đề industrial fishing trên cái câu này nè, là nó xảy ra ở những cái nơi mà cái mật độ dân số dugong là thấp, với những cái cơ sở local fishing là cái rủi ro lớn nhất.
trong shower washer. Ok ok rồi, bởi vì dugong không thể nào ở dưới underwater cho cái khoảng quá lâu, nó thường dễ chết bởi vì sang mình tức là bị mắc lưới. Ok, cái lưới shark net là ngày xưa là đã gây ra rất nhiều cái chết, nhưng bây giờ thì nó bị loại bỏ rồi ha, trong đa số khu vực, và thay bằng baited hook. Săn bắt ngày xưa cũng là vấn đề, mặc dù là trong đa số các khu vực thì nó không còn nữa, ngoại trừ một vài cái cộng đồng kiểu là người bản địa thì những khu vực như cái gì đó thì hunting vẫn còn. Ok, nói chung là hunting thì không phải ai cũng hunting ha. Một cái vấn đề sử dụng lưới thì bây giờ nó cũng đã, ngày xưa thì có, bây giờ thì có vẻ là không. Ừ, giờ khúc này sẽ là cái có thể đáp án xung quanh đây. Đa số vấn đề là xảy ra đối với con dugong này là local fishing main risk. Sao tụi này tụi này thấy khó ha. Ừ, the greatest danger, prone to này là dễ bị giết ha, dễ bị giết là đúng rồi nè, cái này là tôi chắc chắn là đoạn này là đúng rồi nè, cái này là đúng chắc luôn nè, tức là cái đó có thiệt. Còn cái đoạn mà the greatest tôi không chắc, tôi không thấy nó có đúng là the greatest hay không, tức là lớn nhất, rủi ro lớn nhất. Lớn nhất thì tôi không biết, tôi nghĩ là nó một cái lớn nhưng nó phải là lớn nhất, hoặc là không đủ dư kiện ha. Thôi nếu cho tôi đánh thì sẽ đánh là nó kỳ vậy, tại vì tôi không biết được cái sự lớn nhất nó có đúng là lớn nhất hay không. Tôi nghĩ nó là không hẳn là lớn nhất. Còn cái trên đây thì nãy giờ tôi vẫn không tìm thấy gì liên quan đến là cái con kia nó sẽ tranh giành đồ ăn của cái con yếu hơn ha, thì khả năng cao là nó kỳ vậy luôn. Vậy thì nếu mà chiếu theo cái tỷ lệ này nha, đây là cái kinh nghiệm nè mọi người. Nhưng mà ở đây mà nó kỳ vậy đi, mà ở đây nó kỳ vậy đi, đây phone đây true thì đây khả năng cao khó mà nó kỳ vậy được nữa. Nó kỳ vậy ít khi nào kinh nghiệm tôi mà nó ba câu cả, nên tôi sẽ chọn nó là theo hướng là một câu, hai câu nó given thôi, và đây con sẽ là false ha, thì tôi sẽ thiên về kịch bản false hơn theo loại suy ha. Tức là đây tôi đang kinh nghiệm thực chiến ha, còn cái chuyện mà đi thi thì chỉ như là chuyện gì mới xảy ra thôi, tôi chỉ là đang chém gió thôi, tôi không làm xong hết rồi. Thì cái tôi rút được từ cái bài này nha là đôi lúc đáp án cho dạng bài cuối, tức là cái dạng thứ ba nè, cái dạng no one to work nè, lại xuất hiện đầu bài. Tức là thứ tự nó lung tung hết, cho nên là mọi người nên làm song song các câu hỏi như mọi người có năng lực đó. Rồi true phone đôi khi rất lừa nên cần tỉnh táo, thậm chí áp dụng mưu mẹo, tức là phải suy luận xíu ha. Tôi dùng mưu mẹo chấm dấu nháy nháy cho mọi người biết là vẫn phải đọc, nhưng mà dùng chút xíu cái sự tỉnh táo trong đó, chứ không phải là mình tin vào cái bản năng của mình 100% thì cũng phải suy nghĩ lại ha. Thì cả tôi cũng vậy. Sau đó thì nếu mọi người muốn chi tiết thông tin về cái phần gọi là quiz tự vận thì mọi người có thể nhìn trong cái phần mở rộng video, cái phần mà chi tiết video. Còn mọi người thích video này cho Huy một cái like, để lại bình luận để Huy tiếp tục cái series reading. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye for now.